trụ đá thạch anh trắng được ví như bậc thầy chữa bệnh nhờ vào khả năng khuếch đại năng lượng. Không những vậy, nó còn tác động tích cực lên sức khỏe và vận mệnh của người sử dụng. Vậy bạn đã hiểu hết công năng của trụ đá thạch anh trắng tự nhiên chưa? Hãy cùng Nha Sang Tây Nguyên tìm hiểu ngay sau đây. Trụ đá thạch anh trắng còn có tên gọi khác là thạch anh pha lê, có công thức hóa học là SiO2 và độ cứng bằng 7 khi được tính theo thang độ Mohs. Vật phẩm được chế tạo từ đá thạch anh có hình dạng thẳng đứng với thiết kế phần đế rộng và vững chãi. Càng lên trên thì đầu trên cũng càng nhỏ lại và nhọn thẳng. Hình dạng của trụ đá thạch anh mang đến ý nghĩa phong thủy khá đặc biệt. Từ việc chứa nguồn năng lượng dương vô cùng mạnh mẽ mà trụ thạch anh trắng thể hiện được tinh thần vượt lên và bứt phá. Với nguồn năng lượng dương tích cực mà trụ đá thạch anh mang lại, giúp gia chủ cải thiện các vấn đề sức khỏe như giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi. Đặt trụ đá tại phòng khách, bàn làm việc sẽ giúp tinh thần thoải mái, tâm trí sáng suốt. Từ đó, bản thân kiểm soát được cảm xúc và giải quyết mọi việc một cách lý trí và quyết đoán hơn. Sử dụng trụ thạch anh trắng vào trong thiền định sẽ làm hạn chế sự sao nhãng, giúp làm rộng tâm trí, hướng về trạng thái thấu hiểu bản thân và đưa chủ nhân vào trạng thái thiền định sâu. Trụ thạch anh trắng có hình dáng cao, thẳng đứng, thể hiện được ý nghĩa phát triển, sự thăng tiến và thịnh vượng. Trụ đá thạch anh trắng hợp mệnh nào? Theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh kim và mệnh thủy là các mệnh thích hợp để sử dụng thạch anh trắng. Trong đó, mệnh kim là người kiên định, có lập trường vững vàng và rất nghiêm túc trong công việc. Nếu người lãnh đạo thuộc mệnh kim sẽ rất hà khắc với nhân viên và dễ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ. Sử dụng trụ thạch anh trắng sẽ giúp cảm xúc của người mệnh kim được cân bằng và cải thiện được mối quan hệ giữa bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Mệnh thủy, ưu điểm của họ là có khả năng thuyết phục người khác, nhưng nhược điểm là tính cách nhạy cảm, dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng. Do đó, trụ đá thạch anh trắng sẽ giúp họ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Từ những ý nghĩa, tác dụng được nêu trên, và nếu bạn mong muốn ngôi nhà trở nên sinh khí, thì hãy đặt trụ đá thạch anh trắng tại những vị trí này trong nhà. Sử dụng để trấn yểm tại những vị trí đắc đạo trong ngôi nhà. Đặt ngay kệ sách hoặc trên bàn học. Đặt ở bàn tiếp khách, những nơi gặp gỡ đối tác hoặc nơi ký kết hợp đồng. Đặt trên bàn làm việc, tại nhà hoặc công ty. Nên mua trụ đá thạch anh trắng tại đâu? Nha Sang Tây Nguyên Bình Dương tự hào là đơn vị cung cấp đá phong thủy uy tín, chất lượng. Nơi đây thường xuyên được các thầy phong thủy, giới nhà giàu và các tín đồ mê đá lui tới. Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm đá phong thủy, hãy liên hệ ngay với Nha Sang để được hỗ trợ tìm được sản phẩm phù hợp với bạn nhất nhé. Qua số hotline 0903 097 626. Xin chào và hẹn gặp lại.